một trong những bức vẽ em thích nhất. Marisol vừa nói vừa chỉ vào một bức tranh trên tường. Ramon nói, đó đáng lẽ là một lọ hoa. Nhưng trông chẳng giống gì cả, cô bé thốt lên. Ồ, trông nó thật là lọ hoa đấy chứ. Ramon nhìn gần hơn. Thật là lọ hoa. Ramon liền ngẫm tất cả những bức tranh trên tường phòng Marisol và bắt đầu thấy chúng theo một cách hoàn toàn mới. Chúng đúng là trông thật là gì đó.